Rồi chào anh em nha. Hôm nay là 11 tháng 2 năm 2022. Sáng nay mình đã thịt phụ tùng con cúp MD50FI cực đẹp đời 2008 nha anh em. Mình đã thịt bán phụ tùng. Anh em nào có nhu cầu thì liên hệ mình qua số điện thoại là 0933996332. Xe này gọi là con xe cực đẹp, xe cộp luôn. Mình hôm nay mình đã thịt phụ tùng, anh em nào cần món nào cứ alo mình ha. Tình trạng là xe này là cực đẹp, sơn xi xin toàn bộ, xe chạy nổ cực im, mình rã phụ tùng, anh em nào chốt món nào cứ alo mình nha, 0933996332. Đó, anh em nhìn không, mình xe là y chang như mới sơn lại nha. Rồi ok, mình báo giá chi tiết cho anh em xem ha. Full bộ đèn lái sau, luôn đế, hai ốc là 500, bốn cây nhan thì mình bán 800. Ba ga sau tuyệt đẹp 600.000. Ba ga lớn nha anh em, ba ga sau 600.000. Yên da zin, đế mút zin, cục hít còn cực đẹp, khuất hít cạch cạch luôn. Chiếc này 800.000 nha anh em. Bộ khóa 4 món, khóa xăng, khóa máy, khóa nón và khóa cổ là 500.000 nha. Rồi bẩn zin cực đẹp như mới luôn, cái nắp boe này 1.2 triệu nha anh em, bẩn zin cực đẹp như mới 1.2 triệu. Full bộ bi đông trước nha anh em, full bộ bi đông trước là có luôn bao tay sưởi ấm, rồi những cái bao tay sưởi ấm luôn nha anh em, đầy đủ hết. Là mình bán có giá là 1.700.000 nha, bao tay sưởi ấm nè, hoạt động đầy đủ 1.700.000 ha. Cục kêu tít tít đây nè, cục kêu tít tít 150. Full cái đầu đèn trước cực đẹp anh em, 1.500.000 nha, đèn trước 1.500.000. Full bộ ba ga trước ha, full bộ ba ga trước hai mắt mèo 500.000. Thì nói chung là ba ga trước MD thì lúc nào ở bển người ta cũng có dặm sơ để cho nó đẹp ha, tại xe chở hàng bắt buộc là ba ga này nó sẽ chạy. Ba ga này là mình bán là 500.000 ha, luôn hai mắt mèo, full bộ ba ga trước nha. Rồi full bộ phục trước cực đẹp, 2.500.000 ha, 2.500.000 cho bộ ba ga trước, bộ full bộ phục trước. Rồi cái về trước luôn hai cái bát hai bên trắng bùn nhựa luôn, 600.000. Cặp bánh full cốt tán ống chỉ đầy đủ, vỏ còn ngon lành, ok cực đẹp, tâm đùm này sáng bóng 7 màu, 2.500.000 nha anh em, 2.500.000 cho cặp bánh full nha. Rồi full cục máy nha, full cục máy chạy nổ im full cục máy chạy nổ im, chúc mình test nổ cho anh em. Luôn thùng xăng lớn bát quay yên, tặng cho anh em luôn cái báo xăng luôn. Rồi full dàn điện sườn, nói chung là giao đủ với cục máy anh em về gác chạy, tặng vò đạp vò số. Thì mình bán là 4.000.000 nha. Cái gác chân máy 200.000. Full chống đứng nè, cốt nè. Đầy đủ hết. 300.000. Chống ngang hai ốc 400.000. Full bộ gấp cặp bè cực đẹp 3.000.000. Cặp cốp là hai ốc là 500.000. Sườn 1.500.000 nha, sườn 1.500.000, cái sườn 1.500.000. Cặp phuộc sau là như độc hợp 4.800.000 nha anh em, 4.800.000 bảy màu nha. Cặp bánh anh em, con này đời 2008 nha. Đó, mình báo giá phụ tùng, anh em cần món nào alo mình. Cái bô cực đẹp 900.000. Cái bô thì xài chung mấy cúp FI xài chung hết nha anh em thấy cái phụ em chữ nghĩa rõ ràng, rất là đẹp luôn. Full bộ ngoài là 500 ha, full bộ ngoài 500. Rồi anh em nào cần món nào cứ alo mình ha. Đạp thắng nè,
nạp thắng cực đẹp luôn, nạp thắng luôn đũa 200.000 ha, nạp thắng ở đũa 200.000. Rồi hàng mình hôm nay mình rã, mình bán rã phụ tùng con này thì anh em đừng có hỏi nguyên con nhiều ha, tại vì mà cái clip này khi mình đăng lên là hầu như là con này nó bán sẽ gần hết đồ, rất là lẹ. Anh em đừng chốt alo mình nha. Rồi mình bán cho anh em một máy MD 50 FI cực đẹp ha, hàng zin, rã xe Honda Savan về, tình trạng máy là nguyên zin, đầu nồi chưa rớt, bao nổ im, rã lên con sơn gọt cực đẹp luôn. Thì bán full cục máy này, mình bán full đủ đồ, bao gồm cục máy, dàn điện sườn, full dàn điện sườn nha anh em, ống xăng bue đầy đủ hết, cục xăng lớn nha, bỏ luôn bóng xăng nha, không có nắp nha, nắp thì nó nằm trong bộ bốn món rồi. Máy cực đẹp luôn nha anh em, bao nổ em tất cả các kiểu nha. Anh em mua một máy mình tặng dây ga, giò đạp, giò số nha anh em. Đó. Máy bao nổ bao em.